đã quay trở lại cái Đà Phao mà nha. Mình Đà Phao đây. Hôm nay ngày thứ 7, chủ phim dịch ngày hôm nay tại hai sàn cà phê London và New York. Tại sàn cà phê London thì tiếp tục có giảm nhẹ, sàn cà phê New York thì có tăng nha bà con nha. Bây giờ mình mời bà con, mời mọi người theo mình theo dõi nhà cà phê tại hai sàn London và New York xem được tăng giảm như thế nào. Và sau đó mình sẽ phản ánh nhà cà phê và ngày tiêu ngày hôm nay ngày thứ 7 cuối tuần để bà con tham khảo nha. Bây giờ mời bà con, mời mọi người theo mình theo dõi nhà cà phê tại hai sàn London và New York và nhà tiêu nha. Thưa bà con, chủ phiên dịch ngày hôm nay ngày thứ 7 cuối tuần tại sàn cà phê Rivota tiếp tục có giảm bà con nha. Giá cụ thể là kỳ hàng nhau ngày tháng 1 thì không tăng không giảm, chúng còn 2.341 USD trên tấn. Kỳ hàng nhau ngày tháng 3 thì giảm 9 đô, kỳ hàng nhau ngày tháng 5 thì giảm 8 đô, kỳ hàng nhau ngày tháng 7 thì giảm 7 đô bà con nha. Thưa bà con, trả chiều giảm tại sàn cà phê London thì chủ phiên dịch ngày hôm nay ngày thứ 7 cuối tuần tại sàn cà phê SPK thì có tăng nhẹ bà con nha. Giá cổ phiếu kỳ hàng nhóm tháng 3 thì tăng lên 2,65 sen, lên 239.65 sen trên pound. Kỳ hàng nhóm tháng 5 thì tăng lên 2,60 sen. Kỳ hàng nhóm tháng 7 thì tăng lên 2,60 sen. Kỳ hàng nhóm tháng 9 tăng lên 2,45 sen bà con nha. Bây giờ Đài Phú Hào mời bà con, mời mọi người thăm mình theo dõi bản nhạc cà phê và ngược tiêu ngày hôm nay tại cả địa phương Ngọc Tĩnh xếp nghĩa rồi sao bà con nha. Thưa bà con, sau đây là bản giá tiêu số các tỉnh ngày hôm nay ngày thứ 7 cuối tuần ngày 15 tháng 1 năm 2022. Thưa tất cả bà con, sau đây là bản giá cà phê và tiêu sáng hôm nay ngày thứ 7 cuối tuần tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk.